Chị bây giờ em gặp chị em mới hỏi được nè, anh Sơn ở nhà là một người như thế nào ạ? À? Anh Sơn à, cái đầu tiên là làm biếng kinh khủng. Làm biếng hả chị? Làm biếng. Sao vậy trời? Mà ba đứa con sinh ra cũng giống y chang luôn. Nhìn cái tướng là biết không có đi tập thể dục rồi đó. Ừ, đúng rồi. Thiệt luôn hả chị? Năn nỉ cực lắm, sáng nào cũng năn nỉ lên chạy 5 phút mà không bây giờ đó. Cái thứ hai nữa là chiều con. Chiều con. Chiều con kinh khủng. Nghĩa là con dù là làm biếng nha, nhưng mà ba đứa con mà nó đòi ăn hay cái gì là được cái đó đó là xuống nấu cho con ăn. Còn những cái khác là không bao giờ làm. Làm biếng lắm, cứ nằm đó. Mẹ lấy giùm ba ly nước, mẹ lấy giùm ba cái sạc điện thoại, mẹ lấy giùm ba thế nào cũng kêu mẹ lấy giùm không à. Rồi có bao giờ chị cọc lên rồi? Có chứ. Nhiều khi lúc đầu thì cứ làm nhưng mà sau bực quá cọc lên thì chị cự lại thì anh nói chị chiếu đó. Vậy thì anh Sơn ngoài cái chuyện mà làm biếng ra, anh Sơn còn có cọc tính không chị? Không, anh Sơn thì không có cái đó. Dạ. Chị cũng nghe mấy người em đồ nói anh Sơn cọc, nhưng mà ở nhà thì không cọc. Nhất là ba đứa con của chị là anh Sơn không bao giờ mà dạy hay cái gì cũng từ từ đó, chưa bao giờ cọc với tụi nó đó. Nhưng mà anh, quan niệm của anh á là ở nhà mẹ nó lo la rồi, mẹ nó lo lắng rồi la cho tụi nó rất là nhiều, về chừng tụi nó nhiều lắm, mà mình la nữa thì đâm ra nó không hay. Cho nên anh có một cái, có cái kiểu là giống như là một cái người đã như vậy thì phải có một cái điểm tựa cho tụi nó về cái mặt tinh thần. Có những lúc á chị la mà la với đứa nhỏ đến mức độ mà anh phải đi chỗ khác luôn á. Tại mỗi lần mà nó bị la hả gì là nó quay nó nhìn anh à, giống như cầu cứu hả gì á. Thực ra mình mà ngồi ở đó mà mấy đứa nhỏ nó trông chờ vô mình mà mình là binh nó thì lại không hay. Theo anh thì anh nghĩ là phải có một người la và một người để cho có một cái điểm tựa, có một cái niềm tin cho tụi nhỏ đó, để nó còn bám víu vô. Dạ. Nó còn chia sẻ hoặc nó còn à, ở nhà mà chiều con như vậy thì có bao giờ mà chị với anh tranh cãi về chuyện đó không? Có, cái đó là có. Nhất là Bin á, đứa con lớn nhất của chị đó, là tụi chị cự lộn suốt à, vì cái chuyện mà nuôi con á. Dạ. Chăm anh Sơn thì anh chiều, nhiều khi anh đón Bin về xong là anh đưa đi chơi mấy cái chỗ không có tốt hay là cự nha. Dạ anh Sơn, nhiều khi anh chở Bin đi về anh mới thôi kệ, chở vô một cái thường thường mấy cái chỗ đó là cho đồ ăn, anh bị cái đó trên Bin bây giờ nó mập lên là do một phần. Quý vị nãy giờ nghe mà tưởng là Bin là một cậu bé nhỏ xíu đúng không? Không phải đâu. Bin năm nay bao nhiêu tuổi ạ? 24. 24 tuổi và nặng bao nhiêu ký ạ? 130 ký. 130 ký, cao 1m 85. Nãy giờ nghe bé Bin là em tưởng là bé Bin nhỏ xíu. Thật sự bé Bin hôm nay là một chàng trai trưởng thành rồi. Và do anh hay sao mà bạn chăm? Đúng thì đúng luôn hả chị? Do anh một phần cứ dẫn con đi ngồi chơi đó, rồi nó thích ăn gì mình cho nó ăn cái đó. Cho nên anh cứ bị bây giờ vẫn còn bị cái chị la cái chuyện mình. La. Đó, anh không á, từ đó giờ anh không, mà bây giờ nói nó không nghe, thấy không? Mỗi lần mà chị la nó thì nó lại nó lảng lảng nó đi chỗ khác. Cho nên là mọi chuyện là những lúc vậy chị bực bội, không nói thiệt, chị bực bội là chị cứ đổ lên đầu anh. Thì thực ra nó không phải không nghe đâu, nó rất là nghe lời mẹ nó. Anh thì nó nhiều khi xin lỗi cho nó còn không làm theo ý anh, chứ còn mẹ nó là nó sợ. Thì ý anh đó là cũng phải có một người để răn đe nó. Em nghĩ là đây là những bí quyết mà mọi người khi mà nghe là có thể bỏ túi cho mình để mà có thể có cẩm nang sống hạnh phúc. Tiếp theo sẽ là những câu hỏi của khán giả dành cho anh chị. Chúng ta hãy cùng đến với phần giao lưu với khán giả. Em được biết là cái thời gian mà cưới nhau nó có rất là nhiều khó khăn. Vậy thì đến bây giờ, anh chị có bao giờ nghĩ là mình sẽ tổ chức một cái đám cưới bạc hay không? Hoặc là đám cưới vàng thật hoành tráng cho ngày kỷ niệm của mình hay không ạ? Em trả lời đi. Có không? Có. Có luôn. Thì năm ngoái tính làm. Nhưng dạ. Mà tại vì chị sinh thằng nhóc á, nên chắc 1-2 năm nữa làm. À, vậy là có hứa hẹn nha. Sắp có một cái đám cưới vàng, em nghĩ là vàng rồi. Một cái đám cưới vàng với nhau. Thì nếu mà đúng cái cột mốc á thì anh nghĩ 2024 là nếu mà khẳng định được, nếu mà được cái làm đám cưới á, thì lúc đó là tụi anh sẽ làm đám cưới chắc cái gọi là diamond chứ không phải là vàng. Đúng rồi, diamond luôn. 30 năm. 30 năm. 30 năm mình làm diamond đi cho rồi. Vậy thì bây giờ em sẽ ngóng chờ cái ngày đó để mà đi ăn tiệc. Dạ, câu tiếp theo, có bao giờ mà hai người mà to tiếng đến cái mức mà nghĩ là chắc sẽ không bao giờ giải quyết được chưa? Cũng có nhiều chuyện, nói chung là có. Nhưng mà thật ra lúc nào người xin lỗi cũng mình Sơn đó. Ngày trước thì nó có hơi lớn tiếng hơi nhiều. Thực ra giờ mình lớn tuổi rồi, mà con mình cũng đã lớn rồi. Mà nội cái lớn bây giờ có thằng con nhỏ ở trong gia đình nữa. Thì những cái chuyện đó thì nó có lúc nó nói dễ thương lắm. Thôi ba mẹ ơi, ba mẹ đừng có lớn tiếng với nhau nữa. Bộ ba mẹ không thương con hả?
dễ thương. Thì bao nhiêu chuyện đó một lần thôi, cái sau này mình thấy mình lớn tiếng, chỉ cần nó nhìn thôi là mình biết là hai vợ chồng phải ngưng lại. Dạ. Thì đó là một cách để cho giữ được cái hạnh phúc, giữ được cái tồn tại của cái hạnh phúc của gia đình. Dạ. Khi mà anh chị đến đây thì chắc chắn là có nhiều người đã tò mò là không biết là vợ của anh Hoàng Sơn như thế nào. Thì hôm nay chúng ta đã biết là phu nhân của anh Sơn là một người xinh đẹp, và em thấy được cái sự hiền và dịu dàng trong đó. Trong cuộc sống thì sẽ trải qua rất là nhiều thứ, và khi mà nhận lời đến với chương trình Giải Mã Tri Kỷ thì chương trình cũng có một cái phần để gọi là một cái kỷ niệm đẹp cho anh chị, đó là những giây phút mà chúng ta nói thật lòng mình nhất. Chúng ta hãy cùng đến với phần cảm ơn và xin lỗi.